cảm ơn anh. Ê thằng chó, mày làm ăn cái kiểu gì? Chỗ này là ăn của tao, mày nhào vô đây mày ngồi mày hả? Ê cái chỗ này mày mua hả? Không phải mua, nhưng mà cái chỗ làm ăn của tao nào giờ? Bây giờ tao thích cái chỗ này thì sao? Mày nói cho chuyện, mày nói lại. Tao đá với mặt mày bây giờ. Ủa mày đá không lẽ là tao không biết đá? Cái chân mày vậy sao đá? Mày thích cỡ nào cũng mày luôn à? Hả? Thích không? Trời ơi, cái chân không bị gì mà mày bắn hả? Vậy tao mới lừa được tiền. À, rồi mày sẽ thấy cái cảnh nha. Cảm ơn. Ê mà chơi trò kỳ với mày. Mày thấy không? Tao khỏi sinh mà tự nhiên cho. Ê mà chơi mày cắp bản quyền của tao. Bản quyền gì? Bắn cái giò. Mày bắn mấy cái? Một cái. Tao hai cái mà bản quyền gì? Được, rồi mày sẽ thấy cái cảnh. Cảnh gì? Nhìn là thấy ghét à? Mày lại gì mày ghét tao? Ừ, mày cười đi. Dòng họ mày thế nào cũng giống mày à. Mày kiếm tiền không bằng tao mày ghét tao hả? Rồi mày sẽ thấy cái cảnh thôi. Để đâu coi. Ai à? Ai quýnh tao vậy? Tao quýnh mày á. Tổ cha mày, tao đứng về không được đâu mày. Ba đổ cha mày. Ai biểu bản cấp bản quyền của tao? Cấp cái gì? Cái bản này bản quyền gì? Nguyên kịch bản bự luôn. Mày lấy hết tiền của tao luôn. Bao nhiêu khách đi qua đây cho mày không à? Bà nói ra mày. Đau không mày? Được rồi, mày sẽ thấy cái cảnh. Cảnh gì? Rồi mày sẽ thấy. Làm cái gì nhúc nhích vậy? Ngứa quá, mày gãi làm tao cái được không? Tay chân mày sao không gãi? Tao bó rồi. Mày bó gì? Tao bó chiếu. Trời đất quỷ thần ơi, mày bó kiểu đó tình em hộp lại đó. Mày ngu quá. Anh. Dạ. Khổ quá. Anh ơi. Dạ. Trời ơi, ăn xin mà sao bó dòm giống xác chết đó vậy? Anh làm ơn anh gãi giùm em cái được không anh? Rồi, để tôi gãi cho ha. Dạ. Dạ. Ê! Ê! Nó làm cái gì vậy? Ê! Nó làm cái gì vậy? Nó lấy tiền. Lấy hết rồi hả? Ừ. Rồi, tao với mày sẽ thấy cái cảnh. Trời ơi, sao không đứng dậy chạy? Ông nội mày đứng đâu có được. Tao bó cứng ngắc mà đứng gì? Rồi, cái này mới đúng là thấy cái cảnh nè. Dạ bà con cô bác làm ơn cho con xin dạy đọc lẽ sống qua ngày. Dạ con là kẻ đuôi tối tật nguyền, dạ khổ lắm, dạ cho 10 ngàn cũng được, 20 càng tốt, dạ cảm ơn nhiều. Dạ cảm ơn bà con cô bác, dạ ai đồng lòng thương giùm em. Trời ơi, chắc banh tới cắn luôn mà bà nội cha. Chết rồi, trời ơi, ai mà bỏ cục đá giữa đường kỳ cục vậy, ăn ở thức đất vậy. Đây con mất tiêu rồi, đây nè. Trời ơi, cái cục đá ba lớn gì mà bỏ giữa đường là người ta đá rồi, tôi người lớn cũng nít đá cái cắn nào còn. Cái thằng nào mà bỏ cục đá vô đường nghe không? Đi ra đường là xe đụng nè, đi máy bay rớt, đi tàu, tàu chìm mà. Đi ra đường bị chó cắn, đi ra đèn ngoài nắng bị đen thùi lùi nè. Cái thứ ác độc quá, sao mà để nó sống được hay thiệt cái trời, thiệt tình. Ừ, chết cái cắn rồi, làm sao đi xin ăn với trời hả, trời hả. Đi khóc đi, đừng ngại ngùng. Trời, ai ca như quỷ vậy? Mà mày phải khóc thì người ta mới cho tiền. Hả? Ha, khóc đi, đừng ngại ngùng. Quay, không khóc thì sao người ta cho tiền mày? Trời đất ơi, ngày nào cũng mướn mày về tốt 20 ngàn, nhìn bắn mặt thấy ghét à. Con người ta mướn 20 ngàn la lòi bắn họng, còn mày la lòi bắn họng không chịu khóc. Ủa tôi nhớ hôm qua mày khóc dữ lắm mà. Thằng ba thằng khác. Ba thằng nào? Châu và Bé. Còn thằng này? Lâm Chi Cầm. Bà nội cha nó ăn xin mà cũng dựa hơi ngôi sao nữa. Sao mời Châu và Bé cho chắc ăn? Ông làm như dễ mời Châu và Bé lắm hả? Sáng sớm qua nhà nó, má nó chảnh lắm, kêu ê, nó đi tỉnh rồi. Trời ơi, làm ăn mà mình mướn chứ không phải mình mượn đâu, trả tiền đàng hoàng ngày 20 chứ không. Không muốn được thằng này, muốn thằng khác. Muốn ai? Tôi nghe cuối sớm bà kia mới sanh thằng con trai khóc banh từ vũ luôn. Khóc banh từ vũ luôn? Ờ. Nắng quá, vô này nó nghe. Ai vậy? Đàm sùm. Trời đất ơi, tưởng ai xa lạ, Đàm sùm. Tôi nói cho ông biết nó còn khó mời hơn Châu Gia Quế nữa. Sáng qua nhà Châu Gia Quế không có, chạy qua nhà Đàm sùm. Má nó còn chảnh hơn nữa, má nó kia. À, nó đi Châu Âu rồi. Châu Âu mới con tháng mấy, 2 tháng đi Châu Âu làm gì? Hả? Khóc khánh thành cái châu đốc năm. Trời ơi, thằng đó nó xuyên lục địa luôn, ăn xin thấy ghê gớm thiệt ông nội ơi. Bây giờ nó không có đứa nào mà coi mà nhéo non cái nó khóc. Bởi vì nó cha già này đuôi mù là phải mà. Trời đất ơi, nghĩ sao vậy, tôi nhéo nó bầm cái đít hết trơn rồi nè. Ông sáng mắt lên ông dọn đi. Trời ơi, bà ác hơn quỷ sứ nữa, còn tao mới con 2-3 tháng mà nhéo bầm cái đít. Chiều nay trả lời má nó kiểm tra mà thấy nó chọt con mắt mà bầm đen luôn. Ác hơn quỷ nữa, nó không nít biết gì đâu, khách đánh nó. Làm ăn có đứa con nít mà dụ cho khóc cũng không được, làm ăn cái gì. Tôi đi thôi. Lộn làm gì ở đâu ra? Không biết vụ vô không nít chứ nó khóc. Ông mà vụ được nó khóc tôi cùi á. Tôi kêu bà mướn cái thằng nào nó nhẹ nhẹ, nó ốm ốm đi bà nội. Nó kiếm tài là cái thằng nào cũng mập tù lù không mà cái đầu bự chà bá luôn à. Ẩm mệt gần chết à. Sáng giờ cho nó ăn gì chưa? Ăn rồi. Ăn gì? Bánh cay.
Trời ơi, con nít mà cho ăn bánh cay làm sao nó khóc cho nổi. Có gì ăn nó đi. Ăn cay quá sao khóc. Ngày mai đổi món đi. Món gì? Mực xào sa tế. Ăn cho banh mỏ hả ông nội? Vậy đi cho nó khóc lớn hơn nữa. Khóc đi mày. Ông kẻ ăn thịt mày đi mày. Khóc đi. Khóc đi. Khóc đi ông kẻ ăn thịt mày mày. Khóc đi, khóc đi, khóc đi, khóc đi. Bà gì vậy? Gãy ngứa nó hả? Không phải, đánh nhẹ nhẹ cho nó đau nó khóc mà nó không khóc. Thằng này cái nước mà phải sử dụng tính mình là bạo lực mới được. Bạo lực? Ê, làm gì con tay vậy mà? Gì vậy? Làm gì vậy? Đập nó chứ làm gì? Ủa mà tôi với bà khổ đâu phải tại nó. Chứ tại ai? Tại bà! Rồi tự nhiên tới tôi. Tối ngày bà gặp cha Tư Lùng hai người gặp nhau, nó xù xì sụp xịt, nằm mà mơ, nằm mà miết, đánh đề, đánh điếc. Trời ơi, đá banh không biết cũng nhào vô chơi nữa. Khó chịu nổi không? Manchester đá với cảng Sài Gòn vậy mà dám bắt cảng Sài Gòn chấm Manchester trái rượu phóng bằng sao? Nhà cửa nào còn bắt ta bậy không mà không giờ hỏi ra tham khảo rồi hỏi rồi đánh. Có biết rồi nhà cửa không còn đi cái xe đạp của thằng Út đi học cũng đi cầm luôn. Là mẹ mà coi được không? Nói hoài à. Bà thấy cái bà sáu ốm ở ngay xuống dưới không? À đây 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 sao quỳ quậy? Bà sáu ốm không? Bà cũng đề còn hơn bà nữa chứ bà cho biết. Rồi sao? Trời rồi bà thua quá bà hết tiền rồi. Bà lại chỗ miếu qua đâu lấy thiêu á, nói ông nào ông thần vợ linh lắm. Thần. Quỳ lại muốn xối tráng luôn, nói xin nhà ông cho con xin chúng một đời với số thôi. Con trả nợ nần hết rồi con cạo đầu luôn. Rồi có trúng không? Ông thần linh thiệt bà cho ông trúng, bà trúng được tờ á. Một tờ hả? Ừ. Nhiêu? 50. Cạo đầu nhiêu? Cạo đầu với gội đầu hết 70, lỗ 20. Mà thôi đi! Lỗ 20 hả? Nói cho bà nghe cho vui vui thôi, bỏ cái vụ được cờ bạc đi á. Không có tốt lành vậy hả? Bây giờ gì đi? Vậy? Chiều nay là tôi với bà phải góp cho bà bảy là 40-50 ngàn tiền góp đó. Không có bà đào mồ cuốc mã bới vợ xới vợ ông bàm lên á. Bây giờ gì đi? Sao? Tôi đi Sài Gòn, bà đi chợ lớn ráng làm sao xin kiếm được 50-60 ngàn chiều nay góp cho bà bảy. Nghe lời tôi đi bỏ cờ bạc nha ông. Đi rồi. Nghe lời tôi đi, tu tỉnh làm ăn đi. Giờ tôi đi Sài Gòn à, rồi bà đi chợ lớn nha. Chiều gặp tại chỗ này nha. Ừ, đi chỗ đi. Không bao giờ mà nghe gì trơn rồi. Dạ bà. Có... Đi góp đi đường ngày ngon. Cha vợ quá ông ca hoài. Mày hai, góp đi người ta mới cho tiền. Khóc đi, khóc đi, đừng ngày ngu. Khóc đi cha, trời ơi, khóc khóc, ơi vậy. Tư là tư phụ tướng, bảo kim sắc phong lên đàn. Vào ra ngóng trong cây tinh bàn. Ngày mỏi mòn như đá cái dòng phu. Dòng phu, cái phu mà phu dòng từ tèo. Trời đất ơi, cái thằng quỷ này nó đi sao mà lâu quá trời. Đi ăn xin mà mày đi lâu mày chậm vậy là ai mà cho tiền mày? Đã lên. Rồi không? Đây ra mày, mày không có đánh đờn rồi sao tao ca được. Vô mày. Vô đi, khách đông rồi kìa, vô kìa. Từ là từ phu tướng đệm. Bảo kim sắc phong lên đàn đệm. Từ là từ phu tướng đệm. Bảo kim sắc phong lên đàn. Khoan mày còn câu sao nữa mày. Còn đó. Mày như đá dòng phu. Dòng phu cái mà phu dòng. Dòng vô cái mỏ ông á. Ê sao vậy mày. Ê mỏ chân quá vô đây ngồi cái. Mệt ông ghê vậy đó. Trời ơi sao trời, có một bài hát ông hát hoài là sao. Trời ơi mày thông cảm đi, tao thuộc có một bài tao ca một bài chứ sao. Mà nói nghe là dài dép đâu rồi tự nhiên ông mang kỳ cục vậy. Mày quên cái vụ này á. Vụ gì? Bữa hôm đó tao đi xin nó. Ngày vô thì tao ca hay quá. Cái bà trồi lên giết. Xong cái tao qua ngay chỗ bà Lăng Ông bà chịu. Tao ca hay nữa. Cái bà cái tặng giết nữa. Tặng cho ông. Tặng đó. Chứ không phải tao trồi hả? Trời ơi. Ủa vậy? Vậy ông về cái mỏ ông xuống chù dù đó. Ủa vậy là trồi hả? Chứ gì nữa. Nhưng mà vậy đỡ hơn mày. Tôi sao? Đó mày không có biết ca phải mày dở chân đây dở vậy. Đó, đi chân không hết chưa. Cái này mà mày đạt ve chai là coi như là nó nhiễm virus HIV thấy mụ nội mày luôn. Thôi cãi tôi. Bây giờ bà đi nó nghe nè, bây giờ không cần nói nhiều nữa. Dạ. Chia tiền. Trời trời ơi. Mày nghĩ sao mà chia tiền cái thằng quỷ nhỏ? Hai. Mày mới có 14 15 tuổi đầu mà chia tiền mà làm cái gì? Trân trọng giới thiệu. Nói. Chia tiền làm album ca nhạc. À. Trời ơi. Trời. Mày làm tao cười đau bụng quá. Dạ. Trời ơi con đu dây điện con xuống giùm đi con. Dạ. Trời đất ơi người ta album là cái tên người ta đẹp. Ờ. Người ta mới đặt album thấy không? Chẳng hạn như là Đàm Hưng hay gì đó. Ờ. Đẹp con mày là cái quyển nhân tèo. Mày lấy gì? Bởi vì tôi nói trên đời này không có ai mà thiếu am hiểu như cha hết trơn. Trời ơi. Con nói cha nghe nè. Nói. Từ hồi trước tới giờ á, cha thấy có ca sĩ có đời nào mà người ta đi ca đi hát mà lấy tên ở trong chứng minh nhân dân của mình á ra làm nghệ danh không? À dạ đúng, đúng không? À đúng vậy hả? Khi mà người ta đi ra làm nghề, người ta phải đổi nghệ danh hết. À. Nó mới mau nổi. À, nó mới mau nổi hả? À, ừ. Đó bây giờ nè ráng lo cho tôi ra cái Vol 1 đi. Ừ. Sau khi á tôi nổi tiếng á, cha đi theo tôi làm marketing cho tôi. Marketing là gì con?
cái người mà đi theo ca sĩ đó. À, cái ông mà dắt cái bước cái này là trời đất ơi, mày dốt ngoại ngữ quá, bởi mày không đi học ngoại ngữ. Ngoại ngữ mà mày nói như vậy người ta cười chết. Sao cười? Cái người mà dắt cái bước đi theo ca sĩ đây đó không phải là marketing. Chứ kêu là gì? Mà người ta kêu là marketing. Phải không? Phải xong phải. À, rồi, cứ cho là vậy đi, bây giờ không nói nhiều, chia tiền. Bây giờ con làm cái bên một, cái cha làm bên hai được không con? Trời ơi, con lại cha. Sao? Cha nghĩ sao cha đòi ra bên vậy? Tao ca hay lắm á mày. Hay cái nỗi gì mà hay? Trong cái bản thân này thuộc được có một bài một hát tới hát lui hoài, tao tặng hay cặp dài dép về mình cũng ráng hát nữa. Tôi nói cha nghe nè. Từ hồi đó tới giờ á, cha có thấy mà ai vô tiệm đĩa nói: "Chị ơi, bán cho tôi một cái đĩa của nam danh ca tài chó." Rồi, mày đừng có nói lớn nghe tội nghiệp tao. Tao có cái nghệ danh tài chó là vì hồi xưa bà nội mày bán thịt chó. Nghe không? Đó nhỏ tao bưng thịt chó cho vòng sớm, thành ra người ta mới kêu tao là tài chó. Chứ tao tên trong chứng minh của cha đẹp lắm mà con quên hả con? Lâu quá quên nè. Đó, nhắc lại cho nhớ nha. Nghe cho kỹ này nha. Rồi, Lúc Quan Tài. Đó. Hót chưa? Tên quá hót. Hót xong rồi. Mấy tên tài chó chồm sớm bà con ta đặt cho cha hưởng mình đi. Sợ cô độc, sợ lẻ loi, cho nên má tôi nuôi heo mới có 2 ngày thôi à, đặt tôi tèo heo có đã không? Rồi bây giờ không nói nhiều nữa. Bây giờ nếu mà bây giờ tí cha xong ca không được á, thì bây giờ là ra con mà là bây giờ là chung đĩa với con được. Đứng chung hai cha con đứng chung chụp cái hình. Chụp cái hình giống như là đó như là được. Hai chung. Tôi lại không? Dạ hả? Đây nè, con nói cho cha nghe không? Đôi song ca của người ta đó là nó phải hợp gu hợp nhãn. À vậy hả? Khi mà làm hình ảnh photo á, treo ở ngoài rạp đồ này kia đó, nhìn là nó hú hồn luôn. Đó ví dụ như ví dụ như cái đôi song ca Thiên Chuông Địa Hải. Hợp không? Hợp quá hợp. Hai cha con mình hợp lại. MC giới thiệu. Và sau đây là đôi song ca Tèo Heo Tài Chó. Ai nghe? Có nước chủ sở thú mướn hai cha con về hát cho mấy con thú nó nghe thôi. Rồi bây giờ không nói nhiều nữa, chia tiền đi. Bây giờ sáng giờ ba chưa có đủ cử đó, bây giờ để đủ ta đánh đề đi, rồi còn cử chiều là mày lấy được không? Cử chiều sáng tao lấy đó, buổi chiều ấy là chia ra phải không? Sáng tao lấy, chiều con lấy phải không? Có khách vô. Từ là từ phụ tướng bảo kim sắc phong lên đàn. Cái vỗ gì cũng ra nữa. Hay lắm anh, em được thưởng dép luôn á. Anh thông cảm, hát chủ yếu là để phục vụ cho anh nghe vậy thôi. Anh có tiền cho cha con em vậy đó. Chứ đâu phải là gì. Anh ơi, anh điện thoại kêu. Có tiếng chuông không phải điện thoại của tôi, điện thoại của hai anh á. Trời, anh nói sao với tụi em ăn mày làm gì có điện thoại, điện thoại của anh á. Thằng này mà đâu có điện thoại. Tiếng chuông phải của tôi, điện thoại của hai anh á. Có của anh á. Điện thoại của mày á. Mày á. Bà nội mày. Trời đất ơi, điện thoại của mày chứ của tao vậy. Dạ, hỏi ý gia đình chúng anh. Ông nội ra tiếng chuông đó là cô anh đó. Dạ. Anh đi công viên chơi. Dạ. Yeah. Tắt đi. Dạ yeah, anh. Tắt đi. Có cái nhà chuông điện thoại không kêu tắt, không biết tắt là sao? Tao mới xịn để chế độ rung quên. Bởi vì tôi nói cha hoài à. Có cái tài ăn nhậu hoài sao? Không biết là có cái nhà chuông mà không biết tắt là sao? Nhiều nút quá biết nút nào bấm. Ăn nhậu hoài mà sao? Tôi nói hoài mà không bao giờ nghe anh nghĩ coi tức không? Hiểu rồi không? Tao thấy không? Tôi nói một lần là người ta hiểu chứ đâu phải như ông. Nhậu hoài. Anh xài điện thoại gì vậy? iPhone. Hả? Còn không? O2. Cái gì? Ngày mày xài điện thoại thứ dữ không ai mày cho. Hai người có chừng tôi á. Người có đâu có chừng á. Dạ, làm như là công an cái gì có chừng thì ghê quá. Ghê gì vậy? Tôi nói ông bao nhiêu lần rồi. Khi mà mình ra mần ăn á thì phải chuyển qua chế độ rung. Để không ai biết được hết á. Thấy không? Bây giờ người ta biết rồi đó. Rồi đi rêu rao khắp cả làng cả xóm. Rồi tôi với ông sao mần ăn được nữa. Tôi xịn quá quên. Xịn cái gì mày xịn? Nói hoài mà không chịu nghe. Rồi bây giờ mệt quá, bây giờ không nói nhiều nữa, chia tiền đi. Chia làm dữ vậy? Chia đi. Có nhiêu chia hết nhiêu. Mà khoan từ, để cho tao đếm cho được bao nhiêu đó mày. Đúng á. Trời đất ơi, hai cha con này quá đáng lắm mày ha. Hà mã đè. Hôm nay ngày gì? Hả? Tôi đã nói rồi, 24/6 là ngày của tôi. 3/5/7 mới tới mấy người làm gì lớn chiếm của tôi. Hả? À, bây giờ tôi nói thiệt chị nha, chị hãy bình tĩnh từ chị nói. Bình tĩnh ra đi, bình tĩnh. Khoan thì đừng nói, bà đây thích đè người mày, chị tưởng tôi sợ chị hả? Tại sao tôi thiếu tiền chị? Hả? Tôi đây chị nhớ không? Tại sao tôi thiếu tiền chị? Tại sao? Tại vì bữa hôm đó tôi mượn tiền chị tôi đánh đề, mà tôi nói tôi nằm mơ tôi thấy con cọp nó dí tôi. Đó, tôi mượn tiền đánh đề nào trúng tôi trả về gấp 3. Chị bàn chất bước. Đến. Gì hết hồn rồi á? Tôi chưa có bàn hết. Ông ở đây ông nằm mơ thấy con cọp đúng không? Đúng. Mà con mèo là gì của con cọp? À. Mà con beo á là gì ghẻ của con cọp? Tôi chưa có bàn hết, mới bàn tới con cọp rồi. Ghẻ cái tôi tưng tưng đi đánh. Cái cọp nó dí tôi phải sao chứ? Không nè.
Bây giờ ví dụ con cọp nó tiếng không đi nó gần táp tới cái giảo ông rồi bây giờ phải la đúng không? Phải la. Mà cái miệng ông đâu phải la thường, la bài hải lên mà hải là gì? Hải là biển đúng trong rồi. Biển có gì? Trong biển có nước, mà trong nước có gì? Có cá. Tôi nói ông nhiều cá lắm, nó biển mà, cá lòng tông, cá lia thia, cá mập, cá đuối, cá ba sa nè, cá liềm kìm nè, cá mập, cái dâu như cá. Ý là bà bao hết cái miệng phải không? Đúng rồi, ông cứ bao hết cái miệng cho tôi là đúng không? Là tôi con ông luôn. Phải là bà hay, bà bao đi, bà khùng hả? Trời đất ơi, nguyên cái biển cá như vậy mà kêu tôi bao, bao bao nhiêu bán nhà bao rồi sao? Tôi thiệt giỡn chơi với chị thôi, nếu nói đề là nói tôi, đề là nói tôi bàn cho hả? Mày không mày phải không? Chưa sao nói biết đến đề xong nói tôi nghe, bạn bè bao nhiêu lâu nay mượn tôi biết nhiêu tiền không chịu nói đó. Bây giờ tôi nói là tôi nói để chị gỡ lại nè đó ha. Bây giờ chiều nay chị bao cho tôi từ 00 đến 99 00 tới 99 đúng là 100 con hả? Đúng rồi, trúng chắc luôn. Bao nhiêu? 108. Trúng nhiêu? 104. Bao đi. Trời đất ơi, 308 trúng 104 lỗ 40 ngàn. Đánh quá hả? Vậy mới vừa với cái biển cá đó bà. Trời vừa phải rồi chứ. Cái chỗ này là chỗ công cộng, ai muốn đi xin thì xin, bà làm cái gì mà bà cấm cha con tôi. Quá luôn. Tôi là đây là cái chỗ của tôi dạ. Cái chỗ của vợ chồng tôi. Trời, chồng bà lai dữ vậy? Bởi vì chồng tôi là ban chủ cái bang. Ban chủ tới. Ok, ban chủ. Than. Khẹt. Chào ban khỉ. Thằng nào chào ban khỉ vậy hả? Trong hai thằng nào chào ban khỉ? Hai hang lùng. Ban chủ thì chào ban khỉ là mang cái gì mà kỳ cục vậy? Nó có tiếng nói mà nói cũng xong là mang cái gì? Tôi nói hai cho con ông hoài, thấy không? Thứ bảy chủ nhật là của hai vợ chồng tôi. Bắt quá cho hai cho con ké thứ hai thứ ba thôi ngày lẻ tôi chen vô đi, cái chỗ này là khu vực của tôi đang quản lý, chen làm cái gì? Bởi mấy lần nói không mình, cái thứ mà chen vô như vậy là phải xử đẹp nó, không phải xử thường. Đó thì xử đẹp từ thằng cha tới thằng con, đó từ thì, thằng con xử ngược lên tới thì, thằng thì thằng nào lơm cơm là vớt bọt hết, đừng có để nó lợn cợn. Em nói với mình là vớt đi, vớt đi, mình không vớt được để em vớt cho em phụ nữ con gái, nhưng mà em không có ngán hàng này đâu, đơn giản nó chỉ hai lùng thôi mà. Em mập như vậy không đè được hai tôi sao? Mình cứ giang ra cho em dẹp tôi đó, mày muốn cái gì? Thôi ban thịt tôi luôn đi. Thằng bà nói chuyện nhiều còn hơi cái lo nữa. Đi người ta từ từ tới giải quyết mà vẫn thử được rồi, chúng ta nói hoài à, còn hơi cái mấy cái sách hư nữa. Nói hoài không giờ chịu nghe chân rồi. Lần sau là tôi cho đàn em nó đánh tại sao nó tôi ác độc không? Không bao giờ mà... Cái gì vậy anh? Điện thoại. Có điện thoại. Rồi, điện thoại mới tới rồi. Rủ nhậu nha. Ngoài này, trời ơi. Hả? Gì vậy? Không phải điện thoại kia, điện thoại iPhone. Trời đẳng cấp quá chi. Alo. Ngồi xuống cho khỏe. Anh em không à. Quay bạn bè đó. Tôi vui lắm, ở đây còn đám đông rồi. Thân mà cái muốn nhậu như nào nhậu. Tuy nhiên là chiến hữu là phải chơi thôi, làm sao mà không chơi được. Rủ đi là một đám đi. Ai mày hay chơi mày. Ủa mày làng nào vậy? Dạ. Tự nhiên cái tôi đang nói chuyện với nó, cái nó thằng mất dạy trả 30. Thiếu tiền nào vô chiếc thẻ iPhone mà thiếu 30 cái mày. Tao là lộn số cho mày cho bà. Đi, tôi nói chuyện đó thôi. Thôi bà thảnh quá. Bây giờ gì nè, tôi nói cho bà hoài nè. Bà với ông này nè, hồi nãy tôi đi từ xa xa là tôi đã nghe cái hơi là tôi biết rồi. Tại sao bà cặp kè với ông nội này phải không? Không có. Tôi như vậy mà còn chê hả? Mà tính quen ông nội nè. Không. Bà với ông này tôi thì mà ráp lại mà đẻ ra con ba gan tay tôi con bà. Có khi nào là vợ chồng dắt thằng con bằng cái cây này không? Đừng nói tự ái nha, tôi dù sao cầu cái ghế á. Nói chuyện tôi thiệt với bà chứ bây giờ mà nghe tôi nói với cha này gặp nhau hai người á, xù xì xù xịt đến đề không phải đúng không? Bạn đề bạn biết phải không? Bạn có chứ làm gì lại dữ vậy? Tôi nói biết bao nhiêu lần ráng đi bỏ cái vụ cờ bạc đi, nó không có tốt đâu. Rồi dành dụm đó hốt mấy chục dây hụi á, được đâu khoảng 3 tỷ rưỡi đó, đi ra mua cái nhà Nguyễn Thị Minh Khai nè, ở cho nó mát với người ta. Mấy năm nay ở khách sạn tốn tiền mới lòi con mắt luôn à, không bao giờ mà chịu nghe tôi trơn. Rồi thằng Út mình nó đang học mà ấy đó là mình đưa mấy chục ngàn đô đưa nó qua bên Mỹ nó học không, thì nó lấy cái bằng cấp cho người ta. Nó lấy cái bằng kỹ sư với cái bằng cử nhân rồi đó, rồi nó về đây nó thiến heo cho người ta. Nó thấy nó làm bác sĩ với người ta lộn quên nữa. Nói hoài không bao giờ chịu nghe trơn rồi, mà lần sau mà tôi nghe bà một lần nữa mà bà với ông Tư lộn là sụt nữa rồi tôi giết bà luôn nha. Nghe là từ phụ tướng bảo kim sắp lên đàn. Anh ơi anh làm ơn giúp đỡ mẹ con em đi em, sáng giờ con em nó đói mà chưa có sữa trong bụng. Anh ơi anh biết không, kẻ gian nó lợi dụng lúc em nuôi con trong bệnh viện á, nó cướp hết tài sản của em rồi. Tội lắm á. Lấy cái gì của chị? Dạch cái tivi, cái tủ lạnh. Cái gì? Dạ không phải, dạ cái bình sữa, cái bình thủy. Trời ơi. Dạ anh ơi làm ơn giúp đỡ con em đi, đói quá anh ơi, em cũng đói. Anh ơi qua đây em nói chuyện cho nó gần. Tội nghiệp người ta, nó giúp cho người ta đi. Dạ đúng rồi, bà khổ lắm anh ơi, con cái gì đó mà nuôi không nổi. Tội nghiệp. Thiếu ăn mà bà vậy đó. Chuyện cho nó bú đi. Em làm gì có sữa? Chị nói sao nhìn thấy chị dư sức mà.
anh coi màn ảnh rộng vậy chứ có 14 anh à. Nhiều bữa không có màu luôn á. Dạ. Lăng quăng không à. Dạ. Em chỉnh muốn lòi con mắt luôn, chỉnh hồi xúc cáp hết coi luôn á. Dạ. Anh ơi giúp giùm em nha. Thương đứa bé cho đứa bé phải cho. Dạ 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 anh cho em đi mang ơn anh suốt cuộc đời đi luôn. Cảm ơn chú đi con, cảm ơn chú. Đây cho tiền đứa bé phải cho. Dạ 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 em cảm ơn anh. Thổi thổi thổi. Cái gì ông nội? Mẹ cái sáo mà nhọc lấy rồi không biết. Cái đồ đồ gầy lắm thằng quỷ sứ. Dạ thôi, thổi sáo cho anh nghe đỡ buồn chơi. Sống thấy cái sáo hả? Dạ cái sáo không biết đâu mất tiêu là thổi một cái miệng không. Bài gì? Dạ như giọt sương khuya. Đổi bài khác đi. Dạ bài gì? Mưa bóng. Thổi gì hạt cũng thổi. Dạ xin lỗi thông cảm bỏ qua. Lao lao lao. Em cho tiền đi. Tiền gì? Cho tiền thổi lỗ tai nó mát ha. Trời, thổi nước không còn xin tiền nào. Nhiêu? Dạ 20. Thổi không 20. Dạ. Tại vì cái hơi đặc. Dạ cam thổi mệt lắm chứ hơi thổi lại thấy không được thổi lại. Giờ nó hơi đặc biệt nữa. Lát về tôi phải gái lỗ tai nữa. Thôi anh nghèo anh đói 50.000 tôi cho anh. Yeah. Anh làm vậy tôi đồng ý thôi. Yeah. Thôi. Trời ơi, cái này cũng được bạn ơi. Lỗi của anh là nước nó anh đang nghèo. Tôi còn đó. Mù đặt đeo đồng hồ. Ủa đeo đồng hồ đã đi coi giờ đang đi sinh mà em đâu có mù đâu. Chính bị gì? Trời ơi em bị lé cho có mù đâu. Đúng rồi, em lé là có rồi. Đứng dậy. Dạ 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 con em hồi nhỏ nó bị bệnh nó đứng không được anh ơi. Cái bệnh gì? Dạ đây coi bác sĩ nói nó bị bệnh teo. Teo cái gì chữ C á. Teo chữ C thôi. Teo chữ C. Tới đây dạ teo cơ. Đúng rồi teo cơ mà ông nói chữ C mà. Teo chỗ nào đó? Dạ, hồi nhỏ nó teo ngay chỗ cái đầu ngón cái nè. Cái nó teo cái lòng bàn chân, cái nó lên tới bắp đùi, cái nó kéo. Tú là qua khu vực tôi theo dõi mấy người lâu lắm. Coi khu vực trời trời. Cái người bệnh tật cái gì? Nghiêm. À. Từ đó đâu có cái cột sẵn mà vừa đã quá vậy. Chân con không nội. Ăn cho mọc thay lười biếng lao động, lợi dụng lòng thương của người ta. Mấy người thấy chú Sáu không? Dạ. Ta cục hai giò, dạ. Vẫn đi bán vé số, tôi lo bản thân tôi được. Còn mấy người ăn cho mập, đi luôn ra người ta. Trời giống cánh chim không mỏi quá. Mỏi gì? Mỏi cẳng trời ơi, bà mỏi cẳng không có tôi đấm cho bà nổi thiệt tình nữa. Không nói nhiều mấy người nữa, đừng có ăn phơi với tôi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Chẳng ăn cho Sáu làm kỷ niệm nữa. Trời, anh hai em cho anh này nè. Tôi làm nhân chứng. Alo. Alo. Trời đất ơi cái giờ này mà lẩu cá kèo gì cha nội. Trời đất ơi mà. Chịu đi tôi hai giờ tôi đang bị cái công an dí quá. Ôi từ từ đi rồi. Rồi 4 giờ đó rồi tao 4 giờ tới liền. Alo. Rồi rồi rồi. Trời đất ơi sáng giờ mới làm được có 20.000 mà bị bắt rồi nè. Thôi đi, giờ này còn tí xác nữa. Vậy đó. Thôi. Giờ này còn cái gì đâu nữa. Người ta mời nó buồn mày luôn. Quyết điểm mà tụi ai đeo. Anh nó chứ ai. Tôi xin lỗi anh công an cho mày một chút thôi. Trời thiệt tình giờ này chưa từng thấy luôn làm cho hư cái điện thoại của tao. Ôi trời cái tài sắp quê lỗ. Ai vậy? Thành Lát hả? Dạo này mày còn ngứa không? Trời ơi, ông nội ơi, con bị công an xúc rồi. Còn rủ đi massage nữa. Thôi. Mai mà xài di động. Bà con, cô bác làm ơn buông thi cho tôi vài chục ngàn để tôi ăn cơm. Ê, giúp đỡ tôi nhà, con đói quá trời đói à. Đói quá hả? Dạ, đói quá, tôi xin chút đỉnh tiền ăn cơm đói quá. Trời ơi, tướng tá mạnh khỏe vậy mà không đi làm ăn thì sao đi ăn xin? Bác sĩ nó bệnh không có làm được. Trời ơi, anh có mong bệnh làm biếng á thì có. Thôi không làm thì bứt cỏ ăn đi nha. Mày điên hả mày? Mày nói tao bứt cỏ ăn bộ bò hả? Khùng. Chú ơi. Gì vậy? Giúp đỡ cho con tiên. À. Con đuôi quá chú ơi, con lại chú ơi. Cái làm gì cái gì ác nhân ác đức vậy, ngồi vậy, cậu ngồi vậy đi, cậu ngồi vậy con đi. Con đuôi quá, con ngồi không nổi chú ơi. Đâu, ráng ngồi. Sao? Xin ăn hả? Dạ, con bụng quá. Đói hả? Dạ, cảm ơn chú. Cứu mạng người còn hơn 27 kiểu chùa nữa. Con đội ơn chú. Con đội ơn chú như đội nón vậy. Trời ơi, con xin chú. Con khổ quá. Đâu rồi ta, đâu rồi ta. Đây nè, xanh xanh đó. Làm sao? Con khổ quá. Không, hoàn cảnh của cậu làm sao? Kể tôi rõ để tôi biết. Vợ con thương chú. Không phải một mình con đói đâu. Một vợ ba đứa con nằm tối la liệt thế nào không có gì ăn. Có vợ ba đứa con, không có gì ăn hết.
Dạ cho em ơn chú. Tôi nghe tôi chịu không nổi luôn. Hoàn cảnh gì mà đáng thương dữ vậy trời. Sao nãy giờ chú móc tâm với giấy không tiền, sao chú không móc? Cô đang cần tiền mà. Thì tiền tôi cũng có nè. Yeah. Nhưng mà tôi hỏi kỹ hoàn cảnh làm sao. Yeah. Tại sao mà sinh đến nỗi mà không có cơm ăn mà cầm cỏ vậy? À, quên hả? Con chưa kể cho nghe, cô phải ăn cỏ luôn. Không phải một mình con ăn đâu. Vợ con ở nhà cũng ăn cỏ đó chú. Cả gia đình ăn cỏ luôn? Dòng họ luôn. Một mình anh ăn cỏ thì được, còn mấy đứa nhỏ mà ăn cỏ luôn làm sao dinh dưỡng đâu mà nó sống. Nó là con người mà, chứ là đâu phải con trâu con bò gì đâu. Dạ. Làm sao tôi chịu nổi. Dạ. Lần này mất tiền hả chú? Cái này cái gì vậy? Cặt visit. Chứ đây là địa chỉ của nhà tôi. Bây giờ cậu á, cậu về nhà cậu gom gia đình cậu hết đi, vợ cậu với ba đứa con cứ gom hết lại đi, rồi tới cái địa chỉ này của tôi. Đây là khu vườn nè, khu vườn nhà tôi nè. Dạ. Cứ tới đi, tôi bao ăn bao ở luôn. Nhưng mà con đang cần tiền để con mua cơm con ăn. Mua cơm chỉ ăn được ngày ngày bữa à, còn này tôi bao hết cả gia đình, ăn chừng nào ăn hết thôi tôi mới cho đi. Ăn cái gì hết chú? Tại gia đình tôi làm vườn mà. Dạ. Cả mẫu đất lận. Dạ. Cỏ nhiều lắm. Anh với gia đình anh tới đi, ăn cỏ chừng nào hết ấy. Rồi đi nha. Nhớ nha. Tôi đội ơn cậu nhiều, ráng ăn cỏ giùm tôi cho hết nha. Tôi mang ơn cậu lắm, chúng tôi mướn người ta tốn tiền lắm nha. Đi nha, nhớ tới á. Khùng hả? Mày nói gia đình tao bò hả mày?